Chào mọi người, mình là Hiếu. Thì mọi người cũng có xem clip của Hiếu rồi, mò cá đó. Mỗi lần đó, cuộc sống của Hiếu là mưu sinh về nghề cá, mà nhờ mấy anh YouTube lại quay đó. Rồi cô Tư đó, hỗ trợ cho số tiền. Thấy hoàn cảnh khổ quá, nhờ cái số tiền cô Tư gửi về sửa được cái căn nhà này. Là cái căn nhà này hồi đó nó mái nhà nó sụp, nó nóng nực lắm. Rồi nhờ số tiền của cô Tư đó, ủng hộ mới cho được là 2.000 đô là sửa nhà với trả nợ với đóng được cái xe đẩy này. Cho vợ cuộc sống mưu sinh là vợ đi bán cháo rồi á. Thì lúc trước thì không có mấy anh YouTube thì không có được gì hết. Nhờ mấy anh mới giúp được hoàn cảnh thoát nghèo, với người ta hỗ trợ được tiền. Nhờ mấy anh cũng nhờ mấy anh YouTube đưa lên vậy đó, rồi mới được cái người ta thấy được á, là người ta ủng hộ cho được tiền với cô Tư rồi đó, về sửa nhà rồi này kia. Chứ mua được cái dạng đồ nghề này là đi hàng tiện rồi cho người ta ai mướn mình làm này làm kia rồi đó, như dạng đồ này nè. Là sắm để hàng xe đẩy nhà rồi đó. Mấy cái dạng đồ nè, toàn bộ là nhờ của tiền cũng này kia người ta cũng cho đó, là mua để dành để sống, đi hàng mỗi ngày. Lúc trước á, thì mấy cái này là nói chung là toàn bộ bằng dán hết nó mục. Rồi sau này mới nhờ số tiền, mấy cái số tiền hỗ trợ đó mới mua sắt đồ về mình tự làm tự hàng hết. Rồi dưới hồi đó là tôn cũ nó sụp rồi, giờ mình mua được tôn mới này lợp lại hết, giờ nó không có còn sợ dột mưa dột nắng nữa, ngủ ăn ngủ rất là thoải mái. Như mua lần thì nói chung là chờ mưa cái là hết ngủ, nhờ số tiền đó có tôn mới rồi là giờ không còn dột mưa nữa, ngủ thoải mái hơn mua lần. Vợ cũng sắp sửa là chuẩn bị đi bán để cháo trắng đi bán, xe đẩy này cũng tự làm luôn, mua sắt về là tự làm luôn. Thì nói chung lúc đó cũng khổ lắm, mà giờ cũng nhờ mấy anh YouTube quay đưa lên cho mọi người xem đó, là hỗ trợ rồi giờ sửa nhà sửa cửa rồi cũng giờ an tâm rồi, cuộc sống bằng ăn là thoải mái hơn mỗi lần. Giờ cái nghề bà cậu mình cũng bỏ luôn, nghỉ làm nữa, giờ chỉ lên bờ ai mướn gì làm nấy, đi hàng lịch hoạch gì đó sống mỗi ngày. Còn cái nghề bà cậu là sát sanh thì nghỉ luôn rồi, theo lời cô Tư á, thì nghỉ. Tại cô Tư giúp vậy rất là mừng, là mình nghĩ cuộc sống trên bờ cho nó thanh thản, chứ lặn nhiều khi nó nguy hiểm lắm bấp bên. Nhiều khi có thể là ghe cào điện hoặc là xiệt điện rồi nó gần tới, nhiều khi là không có người rồi có thể nguy hiểm mất tính mạng như chơi. Rồi một lần nữa thì cũng chào bà con với mấy người ủng hộ cho Hiếu đó, là được số tiền với thoát lên bờ được sống, cũng cảm ơn cô Tư rất nhiều với mấy người mà có ủng hộ Hiếu đó, thì Hiếu cũng rất cảm ơn rất là nhiều. Tôi là vợ anh Hiếu. Từ anh lúc anh Hiếu đi bằng dưới sông cũng lo sợ vậy đó, cũng giấy mẹ đi với anh Hiếu là giấy mẹ qua cái âm Bồ Tát không à, hộ độ cho gia đình đó, bằng có ăn có tiền có bạc mà lên bờ làm ăn. Thì bây giờ được số tiền đó, mình cô Tư được giúp đỡ đó, cũng lên bờ bằng ăn mừng rồi, hết lo sợ rồi. Đi với anh Hiếu là giấy quan cái âm Bồ Tát không à, sợ anh mò cá cũng sợ, lo sợ lắm, gầu lắm. Bây giờ lực chú vốn lên bờ mà ăn rồi cũng sợ khỏe rồi, hết gầu lo rồi, sửa nhà sửa cửa. Bây giờ chuẩn bị đi bán, vài bữa đi bán chắc chắn vậy đó. Anh Hiếu đi hàng đồ rồi, cũng cảm ơn cô Tư đồ giúp đỡ bà con cô bác gì đó, giúp đỡ cho số tiền khỏe, cũng cảm ơn, rất cảm ơn.